nước khoáng Thạch Bích hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cô bao nhiêu tuổi mà cô đi quen người yêu mà cô không báo cho gia đình biết? Đã vậy rồi còn giới thiệu kêu tên ST đi, tự nhiên kêu mắc kẹt là cái gì? Tên tiếng Anh của người ta, tên thân mật mà. Dạ bạn con tên là ST thì tụi con chỉ mới quen. Cái nhà này đâu phải ai muốn vô là vô, muốn ra là ra. Nãy có tới gõ cửa con mở cửa cho nó vô mà. Cái gì phải qua gia đình chứ, đâu phải tự tiện muốn quen thằng người này là quen người kia. Trời ơi. Anh đi Đà Lạt. Xong cái khí hậu đang lạnh quá, bay thẳng qua Hawaii chơi vòng. Xong bay về Đà Lạt mà có máy bay bay qua Hawaii hả trời. Đi bệnh viện con đi. Gì vậy ba, không có. Ôi mệt đâu á. Ba đừng có lo xa, con không có bị gì đâu. Ê con đi Duyên, nha. Duyên. Dạ. Ăn cái gì ba đi mua cho. Cháo trứng cá lóc đó ba. Gì vậy? Cháo trứng cá lóc. Món nào đâu bán trời. Bây giờ ba đi mua con cá lóc giùm con. Về kiếm cái trứng. Xong rồi ba nói con chén cháo. Ba bỏ cái trứng vô với cháo. Cá lóc bỏ hết. Cá lóc bỏ. Cảm ơn ba nha. Nhớ à. Ừ. Ừ. Có đi thì đi chơi rồi cẩn thận nha con. Ừ. Ừ. Thì ba có nói chị hai rồi. Ừ. Đi mình đi mấy ngày rồi về nghe chưa. Mời. Ba biết rồi. Con Ngà đi chơi nó bà. Đi chơi với bạn bè gì ở trên Đà Lạt á, nó xin đi mấy ngày đã quá trời, kệ cho nó đi bơi đi chơi khuây khỏa. Này cúng má nè. Một ơi, vợ con mua đó, con kêu mua nho cúng má đi nhanh ghê, mới đây mà bao nhiêu năm trời. Con thấy mỗi lần mà tới ngày giỗ của má lúc nào ba cũng lo lắng hết đó. Cái con hỏi vợ con nói hồi xưa ba thương má dữ lắm. Hồi đó hai người cua nhau cũng cực khổ lắm hả ba? Tao cua bả cua tao nào. Má mày hồi đó nhiều người theo á. Mỗi lần tới nhà bả chơi xếp hàng mệt luôn. Trời trời này ai mua chua quá ba? Vợ mày đó. Trời ơi. Cua má mày hồi xưa chua hơn xoài nữa. Chưa vậy? Vượt ba bao nhiêu thằng giàu có đẹp trai có. Mà tao hồi trước tao nghèo, đâu có gì trong tay đâu. Nghèo mà không đẹp trai nữa nha. Đúng rồi, hồi xưa giờ là đâu có đẹp. Nghèo mà lùm mà cháu nữa. Chỉ có cái duy nhất là sự kiên trì. Đẹp trai không bằng trai mặt mà. Sao mà chửi tao hoài mày? Không phải cái câu đó người ta hay nói vậy đó. Dòng cua gái vậy đó ba ơi. Con để con thấy ai mà lì lì là đều dính à. Chưa kể mười mấy hai chục thằng vừa qua hết. Còn thằng cuối cùng khó. Trời ghê vậy. Chiến đấu ngang ngửa luôn mà. Ngang ngửa luôn. Thấy cái thẹo không? À đúng rồi, có cái thẹo con hỏi nè. Sao mà bị cái thẻ mình nè? Thằng đó nó quánh ba đó. Trời, cô gái mà hồi xưa mà cô gái mà quýnh lộn luôn hả? Nói giang hồ. Sao chưa xưa má biết ông nói giang hồ không? Sao má quen vậy? Không phải là biết, nhưng mà hồi xưa giang hồ trong xóm mà. À. Trai mới lớn giang hồ trong xóm. Rồi thằng nào tới là nó quánh banh ra hết, văng ra hết. Còn mình ba cứ nhào cho nó quánh, ba cứ nhào cho nó quánh văng ra, nhào cho quánh văng ra. Xong có một bữa nhào cho nó quánh ngang mắt, tét mắt. Ghê vậy trời. Mà tính ra ba mới là lì đó nha. Rồi nó quánh mỗi ngày riết rồi tao chấp nhận hết. Nó quánh nó mệt nó buồn, tao nhào vô hốt má mày. Trời ơi ghê thiệt, cua gái mà để người ta quýnh tới mỏi tay luôn á hả? Ừ, có thằng đó nó cũng ghê lắm. Thôi mà con nói thiệt chứ nhiều khi má lấy ba là má có phước á. Tại vì đàn ông là mình phải kiên trì kiểu đó, chứ còn đàn ông mà sử dụng bạo lực như ông kia là con trời nói thiệt ơi, thằng kia đi tới đâu nó phá làng phá xóm mà. Thì đó, đi tới đâu nghe tên là người ta dạt ra hết. Tên gì ba? Cá Triều Kiến. Nghe tên là thấy không được. Ủa ai à? Con Ngà nó đi, nó về hay gì nè. Ai ủa ba ơi, cậu này à? Cách được con hả? Đâu á? Ủa dạ. Cậu kiếm ai cậu? Em chào hai anh. Em chào hai anh. Là ông trẻ quá à, hay là do đây già quá? Ông này là ba của anh á. À, trong này của con á là tại vì người ta làm nghệ thuật đó, cho nên người ta muốn trẻ, cho nên là bình thường hay là gọi là anh là trẻ chỉ á. À. Dạ, con xin lỗi, con chào chú, chào anh. Ok. Không biết là có báu ở nhà không ạ? Báu gì? Ngốc quá. À báu hả? Dạ. Báu còn cái báu là gì nè? Báu ngắt nhéo á. Dạ. Con hay gọi là báu. Dạ. Cậu là ai?
Dạ con là bạn trai của bố ạ. Út nó có bồ nào cho Tâm biết? Con đâu biết đâu, nhưng mà này nhìn tướng tá có bộ ngon nha ba, đẹp trai nha, mà nói chuyện dễ thương nữa. Nó mới té xe sao quần nó rách vậy? Không có, kiểu người ta nghệ thuật mà. Vậy hả? Nó nói làm nghệ thuật không biết là làm cái gì. Thấy nó cầm bó hoa đẹp quá, có khi nào nó làm gì gần nghệ thuật cắm hoa hay gì không ba? Trời, nghệ thuật cắm hoa là vậy hả? Phải hả? Này chắc bên xiết hay múa lửa vậy nè. Đi vô hỏi hỏi hỏi. Là bạn trai hả? Bạn trai con báo hả? Dạ. Nhưng mà cho con có thể mạn phép hỏi một câu hỏi hay không? Trong cái căn phòng này có 3 người đúng không ạ? Mà ở đây có 3 cái ghế, liệu rằng con có được ngồi hay không ạ? Mấy người làm bên nghệ thuật là thần kinh hơi vấn đề phải không? Không, con thấy nó hơi dịu dịu nha. Nó chỉ cần nói, bác ơi cho con phép ngồi được không ạ? Nó có nói, liệu rằng trong căn nhà này có 3 căn phòng. Nó nói gì vậy? Nó nói là trong căn nhà này có 3 người, có 3 cái ghế, liệu rằng con có thể ngồi được không? Nó quẹo cua, nó thấy ghê lắm nha. Ngồi đi con. Cảm ơn bác. Con tên gì? Dạ con tên ST. ST? Dạ. ST là xin tiền á hả? Dạ, S chữ S và chữ X đó. ST sướng thật. Dạ không ạ, tên con là Siêu Thị ạ. Siêu. Biết tắt của từ siêu thị là cái gì cũng có cho con người của con là đa năng ạ. Rồi con là bên nghệ thuật, là con làm gì bên nghệ thuật? Con làm ca sĩ ạ. Ca sĩ ạ? Dạ. Ca sĩ, diễn viên, MC, người mẫu, con Kim hết ạ. Siêu thị mà cái gì cũng có. Dạ. Sao nhận ra rồi đúng không anh? Đóng phim. Nhớ rồi. Hay quá anh, hay cái quá. Phim mới phát sóng nè ba. Phim gì? 4 thằng khốn nạn. Cái phim hay lắm. Cái phim phát trên trên mạng á. Dạ đúng rồi. Vui dạ. Lắm. Phim nó coi cười bể bụng luôn á. Vậy hả? Con này nè. Trong 4 thằng khốn nạn là có một người hiền và ngoan và tốt nhất là con đó. Đó, bị ba thằng kia chơi khốn nạn này nè. Dễ thương lắm. Cho ăn cái đi rồi nói chuyện ba. Ăn đi. Nho đi. Dạ thôi bây giờ con gặp báo được không ạ? Thôi ăn đi, ngồi nói chuyện chơi được rồi. Ăn đi rồi hát bài nghe chơi đã. Thôi con không ăn đâu bé ơi. Mấy cái này con ở nhà con ăn nhiều nó rồi. Có duyên chứ. Đấy, đúng là cái người làm nghệ thuật ha, ăn cái nho thôi nhìn cái miệng cũng thấy có duyên nữa. Trời ơi trời, người anh này tinh tế ghê á bác. Cưng dễ sợ. Nghệ sĩ là nó nhiều vấn đề lắm nghe. Vấn đề gì ba? Vấn đề gì ba? Nó đủ thứ chuyện, xì scandal rồi hả? Ngày chở cô này, ngày chở cô nọ đó. Không có, ông này không có. Con theo dõi Facebook ông này mà. Dạ thưa bác, cái nghề nào thì cũng có người này người kia. Nghề của con cũng vậy, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Cho nên là nghề của con cũng vậy thôi. Con không phải thằng khùng thằng điên cho nên bác cứ yên tâm. Nghệ sĩ là nói chuyện vậy không đó hả? Không, người ta văn vẻ em ơi, thật sự rất là thiện cảm luôn á. Vô nhìn là thiệt, thấy thích, dễ sợ. Ok lắm hả? Ok, mày ok lắm á. Dễ thương lắm. Tự nhiên đụng được nghệ sĩ thích ba. Bác không sợ quá. Hả? Nhà bác có anh này, anh có vấn đề không? Con rể tôi. Không phải, tại tôi thích á, tôi thích. Từ thiệt sự đó giờ tôi đâu giờ thấy ai ngoài đời vậy đâu. À thích em hả? Thiệt. Cảm ơn anh. Chứ tôi thấy là có vấn đề nha. Tôi là cái nghệ sĩ là tôi cũng không có thiện cảm lắm. Gì kỳ trời, tự nhiên người ta nghệ sĩ không thiện cảm với người ta. Nghệ sĩ nó nhiều vấn đề xảy ra lắm. Rồi con gái tôi rồi dính dáng tới cậu rồi mai mốt rồi lên báo rồi người ta biết mặt rồi người ta nói cái gia đình này ra cái gì. Trời ơi, tự nhiên trong nhà mình có một người quen với nghệ sĩ lên báo là mai mốt mình đi ra đường ai cũng biết gia đình mình hết chứ đừng có giỡn ba. Đúng rồi anh nói đúng đó bác. Có nghĩa là cái nghề nào nó cũng sẽ có hai mặt. Nhưng mà cái mặt của con là cái mặt tốt, thật sự đó bác. Đúng rồi, người ta tốt, người ta mới chọn là đóng phim, là đóng vai tốt đó ba. Rồi, kêu con Bảo vào đây. Bảo ơi. Bảo à. Dạ. Lẹ. Kìa. Bảo. Dạ, ba. Dạ, phiền anh, phiền chú ạ. Đâu dạ? Tặng hoa em nè.
Em đi đâu mà em lấp la lấp lánh vậy? Em định đi ra qua gặp anh á, sao tự nhiên chui qua đây vậy? Tại anh nhớ em quá, bây giờ anh phải đến đây thôi. Với lại anh cũng muốn chào gia đình của em. Không có được, ba em không có thích nghệ sĩ đâu. Anh vô đây nãy giờ anh có nói bậy bạ gì không vậy? Giao lưu nãy giờ rồi, nói chuyện rồi. À, vậy hả? Dễ thương lắm. Mời ăn trái nho nữa, ăn hết chùm mày. Rồi đi. Dạ ba, con giới thiệu với ba, đây là Market. Siêu thị giờ xuống chợ luôn hả? Anh tên là... Ở giờ Market đó. Market. Thì anh... Cô bao nhiêu tuổi mà cô đi quen người yêu mà cô không báo cho gia đình biết? Đã vậy rồi còn giới thiệu, kêu tên ST đi, tự nhiên kêu mắc kẹt là cái gì? Tên tiếng Anh của người ta, tên thân mật mà. Dạ bạn con tên là ST thì tụi con chỉ mới quen. Cái nhà này đâu phải ai muốn vô là vô, muốn ra là ra. Nãy có tới gõ cửa con mở cửa cho nó vô mà. Cái gì phải qua gia đình chứ, đâu phải tự tiện muốn quen thằng người này là quen người kia. Trời ơi trời, nó lớn rồi, bây giờ muốn quen ai nó quen chứ, tự nhiên vừa bắt nó. Bạn con chứ. Tới đây tự nhiên ba làm gì vậy? Trong xã hội bao nhiêu người không quen đi quen nghệ sĩ. Tại sao quen nghệ sĩ? Ơi, bậy rồi đó. Tại sao anh kêu nghệ sĩ sống không có đàng hoàng? Kêu ba em ủng hộ là sao? Anh đâu biết đâu, hồi nãy bác mời anh ăn nho quá trời luôn, anh tưởng là bác thích anh rồi. Không có đâu, không có đâu. Em đừng có, em bình thường đi, em cứ bình thường của anh đây, em lo cái gì? Con bây giờ nè, con mới học đại học, con chưa có gì trong ta hết mà con yêu, rồi con xa chút việc học rồi sau này tương lai như thế nào? Còn nghệ sĩ người ta là người của công chúng. Người ta bước ra đường bao nhiêu người nhìn ngó. Ai khổ? Con khổ chứ ai khổ? Thì đó, ai khổ? Nó khổ chứ ba đâu có khổ đâu. Sao mày hai cậu? Anh đi vô nhà đi. Anh đang binh em đó. Em không cần nữa đi, em nói chuyện với ba. Anh cứ dậy hoài rồi ba bực mình chuyện... rồi sao? Em nói chuyện ba đi. Anh chỉ đứng anh nhìn nghệ sĩ thôi. Ba, hôm nay dù gì thì bạn con cũng tới mà ba nói gì kìa. Cái gì cũng phải báo gia đình trước một tiếng. Muốn tới thì tới, muốn về là về hả? Thì chừng nào đám cưới thì báo, còn bây giờ tụi con chỉ là quen nhau ngoài đường. Quen nhau cũng phải có sự lựa chọn của gia đình, đâu phải muốn quen ai là quen. Ủa ba, thời này là thời gì rồi ba? Đúng rồi đó, với lại á, thật ra bạn con là ca sĩ nhưng mà rất là đàng hoàng, chứ không có phải giống như là những gì mà người ta hay nói trên báo chí đâu. Có ai là tự nhận mình là ca sĩ mà không đàng hoàng không? Trời ơi, bây giờ ca sĩ mà không đàng hoàng là báo chí người ta phát hiện liền ba ơi. Thằng này là nó đi hát xong nó về nó ngủ. Còn mấy ca sĩ khác nó hát gì nó thức hả? Nó hát xong rồi là người ta thường hay la cà chơi bời. Còn này là nó ngoan lắm, con theo dõi Facebook của nó. Dạ không ngày. Có em ngủ rồi ai đi chơi với bạn này? Thì cũng có lúc nó đi chơi, nhưng mà ngủ thì đó, ai biết tụi nó có ngủ với nhau không thì không biết. Ủa anh còn phá thêm em nữa. Nói đi, nói đi, nói đi. Anh nói để cho ba em có niềm tin nha. Nhìn ăn mặc thấy không 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 có đàng hoàng tử tế. Dạ cái này là fashionista đó bác. Thiệt là anh theo thời trang. Trời ơi bây giờ là đang mốt mấy cái quần gì đó, càng xé nhiều càng hấp dẫn lắm. Cái này bác, người ta gọi là quần hai cửa đó ba. Bác không muốn theo thời trang con xé giùm bác. Tôi nói chuyện với cậu là nghiêm túc cho tôi đùa với cậu à. Thôi bây giờ mình đừng có căng thẳng với nhau quá được nói không? Nói cái gì nói, kêu con vợ ba đây. Em ơi em. Hợp gia đình, hợp gia đình. Hợp gia đình lẹ lên mấy đứa ơi. Rồi rồi ra liền nè. Xuống có chuyện rồi kìa, ba làm khó làm dễ người ta rồi kìa. Trời ơi. Ủa? Đâu mà người ta làm công chuyện. Ai hả, ai hả? Trời ơi, không biết hả? ST. À, cái ST hả? ST. Nè, hai đứa này. Hai đứa là một đứa dây chị, một đứa dây anh. Mà con nhỏ Út bây giờ nó quen tùm lum tà la mà không quản lý được là sao? Đâu, nó quen tùm lum đó, nó quen có mình ST à. Ai ST? Cười đi em, cười đi em. Xác đâu vô. Dạ, cảm ơn em. Em mình bây giờ nó trưởng thành, nó lớn rồi. Nó yêu ai mình cũng phải biết chứ. Tại sao con có... Người nổi tiếng à. Ôi trời ơi, sao mà vô nhà mình được hay quá vậy? Trời ơi, đẹp quá à, trời ơi, sao người nổi tiếng, trời ơi, thơm quá à. Ủa này đồ hiệu nè. Đó, ba thấy chưa, cả nhà ai cũng thương ảnh hết trơn á. Có một mình ba à. Cô bé làm cái gì vậy? ST. Người nổi tiếng á ba. Ba không biết vậy, nổi tiếng trên mạng lắm. Con là chị hai, này là anh kế. Mà em bây giờ nó yêu người này yêu người kia, tụi con không biết là sao. Nói trời ơi. Yêu nhau luôn hả? Trời ơi ba ơi, thanh chuyện cho cả dòng họ mình đó ba. Tôi nói thiệt á, ba của em ăn ở Cô Đức đó mới quen được con gái, mới quen được nghệ sĩ á. Thiệt á, đồ người nổi tiếng ba mình ra đường mình sao rất là hãnh diện á ba. Anh hát cho ba nghe bài đi. Đâu phải muốn lấy nghệ sĩ, lấy ba. Ba ơi ba. Ba cho ảnh hát
Ba có thích ba nghe nhạc không? Hát, hát cho bác nghe một bài nha. Hát đi. Yêu ai thì cũng vậy thôi, nên yêu người đây thì ba hợp lý. Ta ra ta 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 một lời nào. Ê sao tự mà đó giờ coi trên mạng mới hát hay lắm, giờ tự nhiên hát sống chứ muốn làm anti fan như sao. Bây giờ tôi nói với các cô các cậu, ai cũng đùa giỡn đâu có chuyện này, con cũng vậy. Gì vậy sao ba căng vậy? Tự nhiên vậy đó. Trời ơi ba ơi, trai lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng là chuyện bình thường. Ba người ta nói con gái mà ở lâu trong nhà như hũ mắm trên đầu giường. Bao nhiêu người không lấy, lấy nghệ sĩ làm cái gì? Trời ba, anh diễn ba bây giờ một người làm quan là cả họ được giờ. Ba thấy ông nghệ sĩ ra đường mà người ta biết một cái là người ta gọi là thích dữ lắm. Cái này là ba kiểu con gái rồi, ba làm khó giả bộ chứ thôi đúng không ba? Chứ chịu mà đúng không? Nó không biết chứ bộ. Kệ đi sao? Ba cho ba. Cái gì cái? Tới căn nhà này là phải có người lớn đưa đường dẫn lối, chứ không phải muốn vô vô muốn ra ra. Đó, kêu về kêu ông già quá. Sao tự nhiên bây giờ ba phong kiến quá vậy? Hồi trước giờ có như vậy đâu. Ba ơi, thật ra là hôm nay con đến đây có ba con theo nữa. Hả? Đúng là nghệ sĩ chu đáo, chuẩn bị từ trước luôn. Ê, thì đẹp trai vậy, ba ti chắc còn đẹp trai hơn nữa ha. Dạ, vậy con mời ba con vô nha bác. Ờ, mời, mời cậu, mời xin ba cậu vô đây. Alo. Daddy. À, tôi biết rồi. Tại đang ở Việt Nam. Ê, rồi rồi, về đây chắc chơi cũng 1 tháng 2 tháng mới về bển. Dạ rồi, chắc chắn đám cưới của Etty tôi nói mời hết tất cả mọi người về Việt Nam ăn đám cưới của nó nha. Dạ dạ dạ, cảm ơn chị. Dạ dạ. Ba. Ba của Etty hả? Dạ. Đúng là cha nào con nấy, đẹp trai quá trời quá đất. Chú biết hát không? Ừ, chú già rồi, không hát được. Nhưng mà cái giọng khàn khàn là biết hát hay giọng lắm. Giọng khàn, trầm. Ê, quên, 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 quên. Qua đây, giới thiệu nha. Ba tôi ngồi chổng. Tôi chị Yên Báo. Vậy hả? Tôi tên Ngọc. Tưởng còn cọp chứ. Dạ, xin phép anh chị, trời ơi. Ủa sao? Ủa mà phải con ruột không mà không giống vậy? Trên đây miệng nhỏ, đây miệng rộng chứ. Dạ, dạ giống má. Giống mẹ nó. À, dạ. Giống má. Dạ. Ba, ba chào chú đi ba. Cái gì vậy? Nếu mà gà vô cửa thì con gà tre đá sao lại con gà nồi chứ. Bác ơi. Đi về. Sao vậy ba? Ờ, đi về. Cái gì vậy ba? Người xưa. Người xưa là sao ba? Cá chùi kiến đó. Ủa sao ba nói đang kỳ vậy? Con kỳ đà cạn mũi. Cái gì vậy? Sao nói ba tôi vậy? Chú với ba còn biết nhau hả? Không nhận biết mà tao với ba mày đã quất nhau một trận. Chứ quất sao vậy bác? Kể cho mọi người nghe đi con. Ngày xưa chính gian hồ hẻm này đã dùng một vật nhọn đập thẳng vào mắt của ba tôi. Trời ơi trời, khiến mắt của ba tôi một bên 10/10, một bên 12/13. Là rõ hơn. Không phải, bị lục hết một mắt rồi. Vật nhọn đó mày biết là cái gì không? Cái gì? Móng tay của tao đó. Hả? Tao còn nhớ tao cào nát mặt ổng năm đó. Ngày xưa vì cha này mà ba phải vất vả ba mới lấy được má tụi con. Ba tưởng sao mới chưa chục năm, mấy chục năm trôi qua ba tưởng chả chết rồi. Trời ơi, hai người hôm nay còn sống và đang tính đưa hậu về của mình bước vào căn nhà này để phá nát một lần nữa. Tôi không đồng ý. Báo bước về đây. Tôi cũng vậy. Em mà qua bên đó, gia đình bên đó là gia đình bạo lực. Tránh ra. Xin lỗi. Thôi không bà, có đứa con dâu mà có thằng cha như vậy. Mày đi con hỏi đi. Kêu vợ hụt của tôi ra. Chú nói cái gì vậy chú? Muốn gặp vợ tôi đúng không? Vợ hụt tôi đâu? Ba mặt một lời. Mẹ, mẹ con chết rồi. Ba, con không hiểu tại sao ngày xưa má lại chọn ba nữa. Nếu má chọn người ta, bây giờ con đã là chị của người nổi tiếng rồi. Mày điên hả mày? Con giận ba. Mày bị điên hả? Làm vợ nổi tiếng ngon rồi. Ông lấy má rồi có chắc đẻ ra bà không? Ha. Má mà lấy ông kia cái bỏ đuôi nó tạc quạt rồi. Đúng rồi, nếu như mà ngày xưa má tôi lấy ông là đã không có sự tồn tại của chị em tôi rồi. Nhưng mà nói chung là anh thấy cái gia đình này không được đâu nha. Cái người đàn ông là ba chồng tương lai của em, ngày xưa đã từng đánh ba ruột của em bể đầu. Nhưng, em nghĩ đi. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện ngày xưa mà ân oán, tự nhiên ân oán của người lớn liên quan gì đến tụi em. Em không thể nào yêu con của kẻ thù được. Thôi, ngồi xuống đi. Con qua đây đứng. Cá chùa kiến, ngồi nói chuyện chơi. Cái gì? Ngồi nói chuyện chơi. Ngồi, hồi xưa cái thời con nít
Còn bây giờ già hết rồi, rồi giờ làm ăn sao? Cũng khá giàu. Trả lời nghe ói đầm không? Chả hồi xưa giờ vậy mà. Rồi bây giờ là bà vợ ông đâu mà dắt con mình vậy? Vợ tôi cũng chết rồi. Ha! Ông đánh bà chết luôn đúng không? Không, tôi chửi bà chết. Trời ơi! Thôi đừng nói tào lao đó. Cái tính hay giỡn. Mấy chục năm trời không gặp, bữa nay mới gặp lại hả? Ông cũng già quá ha. Mà sao có đợt tôi đám cưới tôi là bà xã tôi mới nói là có mời ông mà không thấy ông tới. Trời ơi khùng ha, anh tới ông. Rồi tới rồi gặp ông rồi tôi tức rồi tôi quýnh ông trên tại sân khấu luôn rồi sao? Trời đất ơi trời. Cái tật tôi rất là nóng. Mà tôi không ngờ ngày hôm nay nóng vậy rồi có lây cho con không? Về quýnh em tôi nữa chết luôn á trời. Thôi bây giờ dài. Tôi nãy là tôi ngồi tôi dò thám nó. Tôi biết thằng này cũng hiền lành tử tế. Nó khác xa ba nó. Chắc nó giống mẹ đúng không? Thì cũng có nhiều nét của bà. Ừ. Tôi biết nhìn mắt nhỏ này cũng siêng năng chịu khó. Nhưng mà bước vô nhà này cái gì cũng phải có cái lễ nghĩa. Tôi thì nó nói là tôi nó thương con bé này quá rồi. Mà tôi từ bên đó tôi bay về đây là... Ở đâu? Ở bên Melbourne. Thôi bây giờ vậy, giờ thì đứng lên chào bác trai cho phải phép con. Ủa ngay. Sao tự nhiên ba đổi vậy? Nói thôi, kể chị là ba kể cho vui thôi chứ ngày xưa đây là cũng con nhà nghèo. Chỉ cái là hay bắt nạt bạn bè nhưng mà chăm chỉ học hành làm ăn. Rồi không chiến thắng tao là do cái tài năng thôi. Bị nói nhiều quá, bà già mày bà đâu có thích. Còn tao chân thật nên bà thích. Đúng, ngày xưa nói về ngoại hình là tôi hơn ông nhiều. Cao ráo, mặt mày sáng sủa hơn ông. Mà tự nhiên cái bà chọn ông. Bây giờ tôi mới hiểu ra một điều là ông chân thành. Thôi bây giờ cái chuyện cũ bỏ qua đi. Bỏ qua. Mình bỏ qua. Bây giờ mình cười lên. Nghệ sĩ mình cái gì cũng được, đừng vô duyên nha con. Bây giờ tôi biết ông anh là nó là con anh là tôi cũng yên tâm. Nó cho tụi nó đến với nhau nhưng mà phải đàng hoàng trong sáng. Rồi khi nào mà cảm thấy đủ chín chắn, đủ tuổi thì cưới được thì cưới. Thì bây giờ tụi nhỏ đến với nhau thì coi như là nó thương nhau thì mình chịu đi. Có tôi với ông thôi nha. Bao nhiêu năm rồi, quề nha ông, đừng cãi lộn nữa. Cãi gì nữa, giờ già sắp chết rồi. Thôi rồi. Cảm ơn ba, cảm ơn ba. Nhân tiện ông anh về nước rồi, thôi mời ông anh ăn nhà hàng ha. Được không, rồi tối cho ngủ được không, phòng nhiều quá vậy. Thôi ra khách sạn ngủ. Cảm ơn ông. Chú Lát. Ủa? Con ơi, con Tú. Ủa, Tú. Chú đang pha chế à? Đang lát nè. Con bảo chú này. Làm gì? Đợt này tình cảm của con nó bị xáo trộn đấy chú. Hả? Cái cảm xúc của con nó cứ bị lâng lâng ấy, nó cứ bị làm cho bị khó tả ấy chú ạ. Ra đây. Con đang cần tư vấn tình cảm cho con. Hiểu. Có nghĩa là con tới đây gặp chú nhờ con. Chú tư vấn chuyện tình cảm. Mà cái chuyện này nó cũng khó một tí nữa. Là vấn đề bây giờ là con có đối tượng chưa? Dĩ nhiên là con có rồi thì con phải đến con tìm chú chứ. Đối tượng của con là có rồi. Vâng. Con đến đây tìm chú. Vâng. Con thì chơi chung với lại bé Thắm cháu. Ấy xa. Vừa mới nói tên là ấy xa. Tôi biết luôn rồi. Dễ lắm. Lại đây. Thật sự ra thì chú cũng chả kinh nghiệm gì nhiều đâu. Chẳng qua là chú tự nhiên cha mẹ sinh ra chú lại có một cái sức hút kỳ lạ với phụ nữ thôi. Wow. Chú sẽ chỉ cho con cách để chinh phục cô gái ấy. Nhưng mà cô ấy khó lắm chú ạ. Con thử nhiều rồi. Thật sự ra nó dễ lắm. Phụ nữ giống như là một cái đài radio á. Mình phải rà đúng đài, tự động nó phát. Con rà sai đài, con chỉ nghe tiếng xèo xẹt thôi. À, bảo sao chú mãi mới rà được một cô là cô điệp đấy đúng không? Đúng rồi, chú rà cả đời được đúng cô. Đúng cô. Đúng rồi, giống như mình đi câu cá. Một cái lưỡi mình câu được một con, có cái lưỡi nào mà hai ba con cá dính đâu con. Dạ. Cái quan trọng là gì? Quan trọng là cái bên trong của người đàn ông mình phát ra. Và khi người phụ nữ ấy nhận được tín hiệu của mình, người ta sẽ cảm nhận được và người ta sẽ yêu mình ngay, đến với mình ngay. Bây giờ mình phải phát ra cái nguồn năng lượng đúng không chú? Đúng vậy. Dáng đi của mình như thế nào để cho người ta để ý? Vâng. Mình đi bình thường thì tất cả đàn ông trên thế giới này đều đi như vậy, rất bình thường. Mình phải đi thà nhịp 2-3. Có nhịp 2-3 hả chú? Đúng vậy. Nhịp 2-3. 1-2. À, là mình đi hai bước này xong mình đá chân xéo này chú. Đi giống kiểu đi như cha con là người ta nói là con đang nhảy. Đúng rồi, con đang đi ở mấy công viên á. Không, cái này ra ngoài công viên rồi ôm nhau nhảy rồi cũng mấy ông bà già không phải con. Mình đi đây mình đi bằng cả tấm lòng của mình đến với người phụ nữ ấy. 1. Đó. Wow. Đơn giản. Đúng rồi. Là người trải sự đời. Để con thử nhá.
như này đúng không? Nhịp như này này, xong đúng như này rồi. Này, xong bước lên này à? Đúng rồi, tuyệt vời. Nhưng chỉ cần vậy thôi là có cơ hội không? Có cơ hội không chú? Chắc chắn 100% cơ hội thuộc về con. Con sẽ là một điểm nhấn. Và chiêu cuối cùng, khi con gặp cô gái ấy, con đừng nắm tay liền, con vịn vai cô ta. Vâng. Đây nhìn giống đấu vật quá chú. Không, đừng nói gì hết, đây là truyền năng lượng thôi nha. Xong. Ồ, chỉ cần như vậy thế hả? Lúc làm hành động đó, nếu con ngủ luôn càng tốt. Cô ta cảm nhận được cô ta là bờ vai chia sẻ của con. À, có nghĩa là... ơi. Ôi, như chú. Ba. À, dưới đây nè con ơi. Dưới đây, dưới đây, dưới đây, dưới đây, dưới đây, dưới đây. Đây. Trời ơi, cái lưng cái đau ơi, là trời ơi, là trời ơi. Chú này. Không được, từ từ hình ảnh này. Có đẹp đau mà sao? Cái lượt để ở đâu của con mất tiêu rồi bây giờ. Để tôi đi kiếm, để tôi đi kiếm cho. Làm ơn, làm ơn. Hôm nay là ngày quan trọng. Tốt nhất đừng để hình ảnh này đập vô mắt bạn trai của mình. Gì vụ gì vậy trời? Ôi, tóc tay gì tùi lưa một dưa hết. Chú. Chú ơi. Chú Lan. Ơ Thắm à? Ủa? Qua đây nào vậy? Vừa mới qua uống cà phê đấy. Ủa mà có vụ gì vậy? Gì vậy? Qua uống cà phê thôi, qua uống cà phê thôi. Ủa vậy hả? Rồi uống xong thấy ly cà phê, để tôi làm cho. Cà phê vậy? Cho tôi cà phê bạc xỉu không cà phê. À, bạc xỉu không không đá, không đá, không đá, không đá. Ơi hết sữa rồi, uống cái khác được không? Uống đen cũng được, cái gì cũng được. Thắm làm là được. Okay. Chú. Ok. Chú ơi, chú. Kêu ai vậy? Gọi chú xuống bởi vì chú vừa đang ngồi nói chuyện cũng. Trời ơi, chú Lan đi lấy cái lược cho tôi rồi. Trời ơi, sao tự nhiên chú Lâm ở đâu rồi, đường ở đâu rồi ta? Hết đường rồi, uống không luôn được không? Thế nào cũng được. Cô em kia, má đỏ, môi hồng. Cho anh hỏi, anh yêu em, được không? Sao tự nhiên BD vậy trời? Pha xong rồi nè, lại đây uống đi. Ôi, ly này hình như là... Không có gì đúng không? Hồi nãy hình như là cà phê giảo thôi à. Nhưng mà thôi uống đại đi chứ giờ tôi cũng không biết pha làm sao nữa. Vậy nhá. Đứng im đấy, cho tôi hỏi cái này này. Hỏi gì nữa? Bây giờ bà đứng ra đây với tôi. Bà nhắm mắt vào. Ok ok, nhắm nhắc vào. Nhắm mắt nha. Bà đặt cái tay lên đây với tôi. Tay bên này bà đặt lên đây với tôi. Bà nhắm mắt vào. Không không không, không phải tận hưởng đấy. Bà gục cái mặt xuống xíu. Đấy. Bà cảm nhận năng lượng này. 1, 2, 3. Nè, hai người làm gì vậy? Cùng lớp. Hai người làm gì vậy? Ủa thì sao bạn lại... cùng lớp mà. Cùng lớp là phải như vậy hả? Ôi trời ơi, trời ơi, vô không, tôi chưa có làm gì luôn. Tay đụng chân đụng. Ê sao tự nhiên quá thôi. Sớm nhà tôi chưa có chuẩn bị xong gì hết trơn. Cái gì ông sớm vậy con? Chú ơi. Ủa, có gì làm sao? Sao? Hai người này bắt nạt con á. Vụ gì? Thắm, bà ra đây tôi hỏi. Bà phải bạn tôi không? Đúng rồi, tôi bạn bà. Tại sao bà qua mặt tôi? Ủa vụ gì? Qua mặt vụ gì á? Tôi ủa? Nói với bà á là tôi thích Tú rồi đúng không? Ờ. Tại sao bà lại cố tình quyến rũ Tú như vậy để Tú thích bà như vậy? Cái gì vậy? Tú nó có biết đâu, tự nhiên lại nói ra lưng hết vậy? Rồi nó nghe rồi biết chưa? Là vụ gì quyến rũ vậy? Thôi bây giờ nghe rồi thì tôi nói luôn, tôi thích Tú đó. Tú biết không? Trời ơi. Nhưng wow. Mà mấy đứa trẻ giờ thằng là táo bạo. Trời ơi, vậy mà chú... nhanh dữ vậy. Ủa, rồi sao con? Vậy chú giải quyết cho, nó làm gì con? Con thích Tú nha, sao con nói với Thắm, xong rồi Thắm cố tình đó hả? Tiếp cận Tú để Tú trời. Thích Thắm, nhưng mà Tú dễ dãi quá, Tú thích Tống Thắm luôn rồi chú ơi. Ủa gì vậy? Đây xuống đây coi chú cho thấy nè. Tại sao con biết bạn con thích bạn con mà con còn tiếp cận? Là sao anh? Không biết cái thằng điên nào mà chỉ dân này tầm bậy tầm bạ. Rồi hả, bạn thân rồi tiếp cận tầm lum. Là có nghĩa là giờ cậu này với Thắm. Cậu này là cậu cô này. Cậu này biết cô này. Trời ơi là trời. Đứa đâu... nào chỉ coi, đứa nào chỉ mày bay đây. Tôi. Chú này. Tôi đâu có biết nó bắt cá hai tay đâu. Hồi nãy câu nói của tôi là gì?
một cái lưỡi câu chỉ câu được một con cá thôi. Không phải đâu à. Con đứa con gái nè, ngồi xin bà biết. Ôi chứ, con biết bạn của mình thích nhau thì một là con nói cho họ biết, hai là con khuyên họ là bạn bè thì được tập trung học hành, chứ sao cũng xem vào mối của chuyện tình học sinh này. Thiệt luôn, con buồn hết sức luôn. Bây giờ trả lời cho ba biết đi, lý do gì? Không có, trời ơi, tự nhiên oan ức ghê luôn. Buổi trời sáng ơi, con im đi. Con với cả Thắm là bạn cùng lớp, bọn con chỉ là tập thôi. Thắm biết mà, con đúng với cả Thắm là chơi thân tri kỷ với nhau. Trời ơi, quan quá. Là sao? Là cuối cùng sao? Rối quá vậy. Cuối cùng là như vậy nè, Tú thích Lily, rồi xong Tú không biết phải làm sao để tỏ tình với Lily, xong rồi nhờ con hỏi, thì con cũng đâu có biết, thì con nói là ở nhà tôi là có ba người đàn ông đó, ông muốn hỏi gì thì đi qua đó hỏi đi. Rồi xong thì con hỏi chú đây. Thì tự nhiên cái vô cái hiểu lầm con. Trời ơi là trời. Là một thế giới khác. Tụi nhỏ là một cái niềm tin khác, miễn sao tụi nó học hành đàng hoàng tử tế là được. Thế mình già rồi, anh em mình già rồi. Những cái chuyện mà tầm 7, tầm 3 nói từ nhỏ rồi nó bị ảnh hưởng. Quang ức quá. Trời ơi, thì hai đứa thích nhau thì tới đi. Bây giờ thích người ta không? Làm liền. Vô. Thì ra bạn thích tôi à? Thích lâu rồi, 4 năm rồi. Trời ơi, thiệt luôn hả? Ừ. Sao bạn không nói với tôi? Bởi vì là cũng rất là lâu rồi ấy. Mình thích bạn nhưng mà mình không dám nói, mình chỉ dám nói với cả... Tôi đồng ý. Thế thì về thôi, đi. Chào cô chú, chào cô chú. Trời ơi. Trời ơi. Ủa? Trời ơi. Ủa rồi, tự nhiên hai người đó thì liên quan gì tới cái quán của mình? Đâu có liên quan nè, ly cà phê này nó chưa trả nè. Trời ơi. Chú, con xin ly cà phê nha, con đi đây, bye bye chú ạ. Nó lấy luôn cả gốc lẫn ngọn rồi. Ủa? Cái quán này thì sao toàn là vô tỏ tình. Kệ đi, quán ế lắm. Thôi lên học, học bài đi con, học bài đi. Đi kiếm mà ngủ cho con, ngủ đồ đi chơi. Ủa cái gì đâu? Rồi coi quán nha, để anh đi làm công chuyện cái. Ủa gì vậy, tôi tội tình gì bắt tôi coi quán hoài vậy? Ai cũng có cặp có đôi yêu thương nhau, rồi bỏ một mình tôi ở đây tôi coi quán. Lan! Bên đi Đà Lạt. Xong cái khí hậu đang lạnh quá, bay thẳng qua Hawaii chơi một vòng, xong bay về Đà Lạt mà có máy bay bay qua Hawaii hả trời. Đi bệnh viện con, đi. Gì vậy ba? Không có, ôi mệt đâu á. Ba đừng có lo xa, con không có bị gì đâu. Ê, con đi Duyên, nha. Duyên. Dạ. Ăn cái gì ba đi mua cho? Cháo trứng cá lóc đó ba. Cái gì vậy? Cháo trứng cá lóc. Món nào đâu bán trời. Bây giờ ba đi mua con cá lóc giùm con. Về kiếm cái trứng, xong rồi ba nói con chén cháo. Ba bỏ cái trứng vô với cháo. Cá lóc bỏ hết. Cá lóc bỏ. Cảm ơn ba nha. Nhớ à. Rồi có thấy nó chưa? Anh Tư, thấy nó chưa anh Tư? Rồi. Rồi. Sao chú Bảy? Nhờ hết anh em mà không kiếm được nó cả tuần nay rồi không biết nó đi đâu. Con gái mà nó đi lang thang ngoài đường mà sát một mình. Đi kiếm nó chưa? Kiếm ở dọc quận 9 chưa? Bây giờ con kiếm rồi, bây giờ chú Bảy nói con đi đâu con đi tiếp nè chứ con có biết đường đâu mà đi. Alo. Ừ, lại. Hôm qua nhà con hả? Hỏi chết đứa bạn này không có đứa nào biết đi đâu ấy. Sao rồi, con gái đứa một thân mình, mày không thương nó, sao mày không đi kiếm cái đứa vòng vòng đi hoài vậy? Không thương sao không thương, mà con không biết đường ở đây, chú phải nói con mới biết đường không đi. Bây giờ chạy qua bên cái hồi xưa nó học ở cái trường ở đâu bên Thủ Đức á, mày chạy qua đó mày kiếm. Chứ cái trường tên gì thì chú cho con biết đi. Tao nhớ, tao đi rồi. Mày không thương nó hả? Rồi để con đi mà. Ơi thiệt tình. Con gái con đứa mình yêu đương vô rồi gặp các bạn. Ba, con mới về. Ba, khỏe không? Trời ơi, bỏ giờ. Đi đây, đi. Không, đi đâu? Đây. Đi đâu mà dữ vậy? Con đi du lịch. Để chơi, đồ mới, quần áo mới, con mua quà cho ba. Trời ơi, chào. Cá
Đi có sao không? Đi ba coi. Sao đâu ba? Gì vậy? Say say giọng ba coi có. Không bình thường mà. Không bị gì hết hả? Không. Trời ơi cái gì đâu mà bị gì đó. Xin đây. Có mua quà cho ba nè, mua cho ba mấy cái nón mới nghe. Trời ơi, màu xanh, màu đỏ, màu vàng luôn. Để đây, mua cho ba. À, đôi dép mới nha. Màu tím, màu trắng, màu đen luôn nha. Đó, ba, tặng này là con mua cho anh Sang. Mua cho ông bộ đồ mới. Cái gì vậy? Con. Tự nhiên nhìn con dữ vậy? Con có bị gì không? Bị gì đâu? Có ai mà thất tình mình như con đâu. Trời vui muốn chết. Thất tình gì, vui muốn chết, không có người này có người khác đúng không ba? Trên đời này thiếu gì đàn ông. Thật ba ơi, con về nè. Ba không vui hay sao? Nè, uống miếng nước đi. Thôi, ba đi Đà Lạt. Xong cái khí hậu đang lạnh quá. Ba thẳng qua Hawaii. Chơi một vòng. Xong ba về. Đà Lạt mà có máy bay bay qua Hawaii hả trời? Rồi đi đi đi, đi đi với ba, đi với ba. Đi đâu ba? Đi với ba, đi cởi gọi ra đi. Đây ba chở đi bệnh viện khác. Đi đi đi. Trời ơi, không có bệnh tình gì đâu mà đi. Không. Tâm lý nó quan trọng. Ba chở đi bác sĩ tâm lý. Không, không có bệnh gì hết. Con bình thường, bình tĩnh, nhìn. Vẫn đẹp, thấy chưa? Vẫn xinh, con gái của ba nè. Đi bệnh viện con, đi. Gì vậy ba, không có, trời ơi mệt đâu á. Ba đừng có lo xa, con không có bị gì đâu. Bình thường, không có người này mình quen người khác. Thôi, thôi, thôi bây giờ vậy, không đi bệnh viện được để ba mua cho mấy viên thuốc về uống. Mua mấy viên thuốc ổn định. Ba, không bình thường. Có gì đâu mà buồn. Trời ơi, ba này sao á. Ê, con đi Duyên, nha. Duyên, Duyên, ê, Duyên. Dạ. Ăn cái gì ba đi mua cho. Cháo trứng cá lóc đó ba. Cái gì vậy? Cháo trứng cá lóc. Món nào đâu bán trời. Bây giờ ba đi mua con cá lóc giùm con. Về kiếm cái trứng. Xong rồi ba nói con chén cháo. Ba bỏ cái trứng vô với cháo. Cá lóc bỏ hết. Cá lóc bỏ. Cảm ơn ba nha. Xin vô à. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Con tôi đâu rồi? Được ơi. Được ơi má, được con. Được ơi. Chết cha. Được ơi được. Con bà thất tình chứ bà đâu thất tình trời. Được ơi. Bà giống thất tình vậy. Con đi đâu mà con ốm nhem ốm nhách vậy được? Thôi về nhà má mua thịt bò, má mua thịt sườn về má nấu cho con ăn cho con tẩm bổ nha được ơi. Ủa con bỏ má đi đâu vậy được? Ủa được ơi, con về với má rồi nè được ơi, đừng có bỏ má đi. Ê ê. Không có ba. Ủa con tôi đâu rồi? Con tôi đâu đừng được, con tôi đâu rồi? Trong túi quần tôi nè. Ông giấu được không chứ đâu, ông trả được không con luôn. Ê ê, bà bắt tôi đi, ngồi xuống, ngồi xuống. Nó bỏ tôi đi một tuần nay rồi, ông nói gái ông trả được cho con cho nó. Nó đi hay không đi là lỗi của bà. Làm gì lỗi tôi? Bà bày ra câu chuyện đó chi? Bà bày ra bà mướn người, bà diễn xuất chi? Là lỗi của ông. Lãng. Tại vì ông trước khi tôi không có ưa ông, cho nên tôi không muốn làm su gia với ông. Chắc bà nghĩ tôi muốn hả? Câu chuyện ngàn năm rồi đừng nhắc nữa su gia vậy đây. Tôi thấy gia đình ông không xứng đáng với gia đình tôi, cho nên tôi không muốn tụi nó tới với nhau được không? Nè, tôi nói cho bà biết, thằng con bà nó yếu bóng vía lắm. Yếu vía gì? Rồi đây nó sẽ nhảy cầu, mà nó lựa cái cầu mà không có nước, nó nhảy xuống làm cái đùng đá dưới chọt lên ngay cái đầu nó, tao hủ văng ra. Ông im đi. Sao ông nói những cái điều xui xẻo với con tôi vậy? Cho bà chuẩn bị tinh thần trước, mọi lỗi lầm con trai bà có bị gì là tất cả là do bà hết. Là do ông. Bây giờ tôi không cần biết con Viên đâu. Con Viên đâu? Con Viên không có ở nhà. Con Viên. Con Viên không có ở nhà. Đừng có xạo, ông giấu con Viên ở đâu. Con Viên con đâu rồi? Con Viên đâu? Con Viên con Viên con Viên con bỏ đi rồi. Nói nó trả thằng đực cho tôi, nó đừng có dụ dỗ con tôi. Từ trước tới giờ nó rất là có hiếu. Từ ngày nó gặp con Viên nó bất hiếu, nó bỏ mẹ nó đi, chưa bao giờ nó bỏ tôi đi lâu như vậy hết. Nó không có hiếu hay là nó bất hiếu là do nghiệp chướng kiếp trước của bà. Làm gì nghiệp? Bà nghĩ đi, bà không có chồng mà bà có chữa, bà đẻ ra nó
giờ hậu quả là bà phải tự nhận. Tôi đâu có muốn vậy. Bà lúc đó bà đâu có muốn nữa, bà lúc đó bà ố dê không ấy, bà đâu có muốn. Biết cái gì mà ông nói, tôi đâu có muốn vậy. Tại vì người ta không đàng hoàng tôi mới bỏ người ta chứ bộ. Ông không hiểu là tôi thôi, còn ông còn chửi tôi, ông chỉ giả tôi là sao. Từ đó tới giờ có hai mẹ con luôn tựa nhau mà sống. Ý ơn được nó bỏ tôi rồi tôi biết sống gì rồi. Tôi sống làm gì nữa, tôi chết đó rồi, tôi chết đó rồi. Hư cái bình trà. Chết gì nhà chết. Qua nhà người ta chết mất công lên phường. Bây giờ làm sao ông giúp tôi để tôi kiếm đằng đực con tôi về. Tôi thấy tai hại cái lỗi bà chưa. Tôi biết lỗi rồi. Không bây giờ con vậy. Tôi chết ông ơi. Giờ sao? Tôi đi kiếm phụ bà. Nhưng mà biết kiếm nó đâu, tôi kiếm nó mười mấy ngày. Nó hay tới đâu? Nó tới nhiều chỗ lắm. Có một hai bữa thấy nó lảng vảng trước nhà tôi nè. Hả? Rồi không thấy nữa. Dừng xe bắt chó bắt nó rồi đó. Ông đừng có nói vậy. Thôi đi, đi tôi đi đi. Bây giờ đi kiếm nó ở đâu? Đi. Đi đi hả? Đi ra đường kiếm mà nhờ cha. Đi. Cảnh cũ người đâu, em là ai sau đêm định mệnh, ta nào biết em ở đâu. Trời ơi, duyên ơi là duyên, anh đã chia tay cô gái đó lâu lắm rồi duyên ơi. Anh chỉ yêu thương một mình em thôi, cuộc sống của anh mà không có em thì làm sao anh chịu được. Đi qua đi lại nhà em 4-5 ngày rồi mà không thấy em. Không được rồi, nếu phải chết thì anh sẽ chết. Anh chỉ hy vọng là khi anh chết rồi, em phải luôn nhớ rằng có một người đàn ông lúc nào cũng yêu thương em hết. Giờ chia tay lên cuối gương cười mà nghe tim đơn đau dạ rời. Vĩnh biệt em, vĩnh biệt em. Anh Đực, bỏ em thiệt hả? Duyên, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi Duyên ơi. Anh xin lỗi em. Cái cô gái đó họ không phải là người quen của anh. Anh là lúc trước, đúng rồi, lúc trước là anh có quen với cổ, xong rồi anh với cổ lúc đó say xỉn quá, anh không nhớ thiệt, anh không nhớ là anh chui vô cái lều đó làm cái gì luôn. Xong rồi sáng sớm anh chỉ thấy là có nằm ngủ chung, anh nói cho anh xin lỗi. Tự nhiên cái rồi cái 7-8 năm sau cổ nói là cổ có con với anh. Làm sao anh biết được em anh hứa với em anh sẽ đi tìm cô gái đó, rồi sau đó anh đi xét nghiệm, nếu mà đúng là thôi con anh sẽ nuôi liền. Anh nói thiệt không? Anh nói thiệt mà. Anh đó giờ chưa bao giờ nói láo em hết. Lúc mà mới quen em, anh nhiêu tuổi anh nói nhiêu tuổi liền. Anh đâu dám nói xạo em đâu. Má anh ngày xưa đẻ anh ra, không biết, anh không biết mặt ba anh cũng kể với em. Má anh giấu tên thiệt. Anh đâu có giấu em đâu. Nhưng mà bây giờ cổ có con vậy rồi anh tính sao? Bây giờ nếu phải là con anh thì anh chỉ xin phép em là cho anh nuôi nấng nó. Vì nó cũng là máu mủ của anh. Đó là sai lầm thời trẻ của anh. Anh chỉ mong em hiểu là anh luôn yêu thương em. Cho dù em không thương anh nữa cũng được, nhưng mà luôn nhớ là anh thương em. Thật ra em cũng có một phần lỗi là em không có hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Nếu như em yêu anh á thì em sẽ chấp nhận cả quá khứ của anh. Lúc đó em giận anh là tại vì anh không chịu trách nhiệm với cô ấy. Nhưng mà nếu bây giờ anh nhận đó là con của anh á thì em sẽ nuôi. Cảm ơn em. Mai là em xuất hiện. Nếu em không xuất hiện là anh đi lên lầu nhà em rồi. Sau đó em sẽ nhảy xuống. Trời ơi, đừng có nói như vậy nữa. Nhưng mà bây giờ ba má mình sao? Nếu em đồng ý thì anh sẽ có cách anh nói chuyện với má anh. Giờ anh quỳ xuống anh xin lỗi ba em.
mong ba em hãy chấp nhận quá khứ của anh, đó chỉ là sai lầm. Thật sự anh nói thiệt với em, anh tức ghê luôn á, anh không hiểu. Má cho cưới. Ủa là sao? Ai cho bà cưới? Sao vậy? Ở đâu sẵn vậy? Ủa bác ơi, cái chuyện xảy ra ngày hôm nay tất cả là lỗi của bà hết. Ủa bác làm sao bác, còn không hiểu bác? Hiểu cái gì? Chuyện gì vậy ba? Hai đứa bà chưa biết gì hả? Dạ chuyện vậy thì chưa. Đừng mà, tôi biết lỗi rồi. Lẫn ta hết. Thôi mà, ông nói. Không biết gì, má con làm gì có lỗi. Nói đực nó giận á. Giận cái gì? Trai từ đầu. Biết rồi. Bà sinh ra là đã sai rồi. Tôi biết rồi. Bà bỏ 50 triệu. Không biết bà kiếm. Không biết bà kiếm được số điện thoại nhỏ bồ cổ của mày hồi nào, tao không biết. Bà bỏ 50 triệu, mà mướn nhỏ nó diễn. Rồi nói nhỏ nó có con với mày. Chứ mày với nhỏ hồi xưa là tình sinh viên trong sáng không có gì hết trơn. Còn cái bữa đi cắm trại là mày xỉn mày ngủ thôi. Hên sao thằng cha nó qua nó nhậu với mày, mày nhớ không? Đúng rồi, nó ngủ sau ghế salon, mày nhớ không? Nó ngủ dưới salon. Nó phát hiện công chuyện. Chứ không có thằng cha là hai đứa bay tan nát rồi. Bác, sao bác làm vậy tụi con? Trời ơi, mẹ tôi đây sao trời? Mẹ... Sao cái hình ảnh của mẹ tôi sẽ giống mụ phù thủy vậy? Được rồi, mẹ xin lỗi. Mẹ không có mặt mũi nào nhìn tụi con nữa. Hiểu rồi, chị học mũi vô toilet thì cắm đầu vô cái bồn cầu đấy. Ôi giờ mẹ biết lỗi rồi, được rồi. Cô bác xin lỗi Duyên. Từ nay về sau là mẹ sẽ không ngăn cấm hai đứa nữa. Ngăn sao được ngăn? Nó yêu mà ngăn. Không bao giờ có thứ gì có thể ngăn cản được một tình yêu chân thật. Dạ, cảm ơn bác. Anh bác ơi, đừng đó tôi. Là tên nói tình lý thuyết rồi. Bác, con thương Duyên thật lòng bác ơi. Làm gì ba, mày? Anh thương con lắm á ba. Xíu chút xíu nữa là con với anh không đến được với nhau là bác thấy tụi con. Mình đi đâu về mình te tua vậy? Dạ con nói thiệt với bác là lúc chạy ra ngoài con không tìm được Duyên. Cái con buồn quá, con tính nhảy cầu. Trời ơi, hồi nãy tao nghe mày nói mày tính lên nhà tao mày nhảy xuống nữa hả? Dạ con muốn cho bác với lại Duyên ám ảnh con suốt cuộc đời. Lại mày. Trời ơi, con có gì má chết cho con á được. Nhưng mà tại vì nhà bác lầu 1 con sợ nhảy xuống nó không chết mà. Gãy chân. Nó gãy chân rồi cái. Rồi bắt công ta lên phường ta trình bày nè. Ủa rồi vàng vòng má mua cho con đâu rồi được. Con leo lên cầu con tính nhảy đó, mà tự nhiên gió thổi lạnh quá con trúng gió cái con xỉu luôn. Rồi vàng vòng đâu? Tỉnh dậy thì nó không dày rồi. Con giữ được cái mạng về với má là được. Giờ đây con vàng vòng nữa. Anh Bảy, em biết lỗi rồi. Bà làm cái đuổi với gà. Bà làm cái đuổi với gà. Em biết lỗi rồi. Không mấy giờ anh cho nó đến với nhau đi. Thôi bác. Ba, thôi ba bớt nóng đi. Giờ ba cũng biết con với anh được thương nhau thiệt tình đó. Tao biết mày thương cái mặt này ở chỗ nào luôn. Anh thật lòng với con thật lòng lắm. Đó bây giờ vậy. Ba về bà coi tuần sau cái ngày nào đẹp. Qua dạm ngõ nó đi. Trời ơi, con cảm ơn bác. Trời ơi, em cảm ơn anh Bảy nhiều lắm anh Bảy ơi. Em cảm ơn anh Bảy. Cảm ơn ba, cảm ơn bác. Anh Thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.